Chào mừng anh em đã quay trở lại với MZ Gaming. Hai banner của phiên bản 5.2 đã lộ diện. Giờ mà nhìn lại video, tôi cố gắng hóa thân làm nhà tiên tri Vanga thì tính ra tôi vẫn khá đúng. Đúng ở việc gọi tên bé nào được rerun. Chứ rerun lúc nào thì anh em cứ cộng trừ một phiên bản vào là được nhá. Và bây giờ chúng ta có Chaska đi cùng Lini ở nửa đầu phiên bản. Nửa sau thì sẽ có hai chú rồng, rồng đá rồng ly và rồng nước New Village. Đúng là năm săn rồng mà. Nếu mấy ông FA không có vợ để săn một bé rồng, hoặc mấy ông có người yêu nhưng không săn được vì sợ bố mẹ hai nhà táng cho một trận, thì hãy vào game tích nguyên thạch ngay để dành cho cuộc săn rồng tại xứ Tây Vát nào. Nói vậy là anh em cũng hiểu tôi đang ưu tiên ai hơn rồi đúng không? Cơ mà nếu muốn phân tích cụ thể hơn, hãy cùng tôi vào video chi tiết tư vấn role phiên bản 5.2. Đầu tiên lưu ý với anh em, các số tư vấn lựa chọn là nơi để anh em tham khảo ý kiến. Không chỉ là nơi ý kiến của tôi trong chính video này mà còn là ý kiến của nhiều anh em khác trong phần comment nữa. Để những anh em mà còn đang hơi rối trí không biết role ai, những anh em newbie mới chơi game có thể có lựa chọn phù hợp nhất, mang lại cảm giác số nguyên thạch bỏ ra là xứng đáng nhất. Còn nếu anh em là người chơi hệ waifu, husbando đã một lòng hướng về người ấy, thì hãy xem video với tinh thần giải trí, không đặt nặng các phân tích về sức mạnh. Và quan trọng hơn cả, nguyên thạch là của anh em, role ai là toàn quyền quyết định của anh em, không bắt buộc phải làm theo video nhá. Nửa đầu phiên bản chúng ta có Chaska và Lini, hai cung thủ xứ Tây Vát. Cặp đôi duyên nợ này đều chơi cung, đều chơi trọng kích, nhưng mang trên mình hào quang nát lan, đồng thời cũng là nhân vật thế hệ sau, thành ra Chaska có nhiều điểm vượt trội hơn. Với Chaska trước đi. Cô nàng nổi bật với khả năng khám phá đại thế giới rất tốt nhờ khả năng bay cao, là Scaramouche phiên bản cao hơn, xa hơn và có thể nạp Phlogiston để đi xa hơn nữa. Tại nát lan, cô nàng này sẽ cho anh em trải nghiệm chạy map cực kỳ phê. Với gameplay, cô nàng có vài điểm khá thú vị. Là nhân vật hệ phong nhưng cô nàng lại chơi phần nhiều bằng đam của các nguyên tố khác và các phản ứng đa dụng giữa chúng. Nhờ vào việc chuyển hóa các viên đạn từ đòn trọng kích thành đam nguyên tố khác dựa vào loại nguyên tố của đồng minh trong trận. Có lẽ nhà phát hành một lần nữa phải can thiệp bắp từ các phản ứng lên là dành cho cô nàng và có thể là các nhân vật phía sau nữa. Lối chơi mới này sẽ cần anh em am hiểu về phản ứng nguyên tố, thứ tự xếp hạng nhân vật trong team và cần dàn nhân vật của anh em cũng phải đa dạng một chút. Tiếp đến là con quái mới có tên gốc rễ mô phỏng u ám, đi cùng cơ chế nhìn giống thanh sức bền bên Honkai Star Rail. Những con quái bị dính sự u ám và hóa màu thành tím huyền bí cũng sẽ được cường hóa, có lẽ cũng là có thêm thanh sức bền này. Để phá vỡ được thanh sức bền này, anh em sẽ cần phản ứng nguyên tố ồ ạt, đòn tấn công có nguyên tố dạ hồn sẽ có hiệu quả cao hơn. Phản ứng nguyên tố ồ ạt chính là điểm mạnh của Chaska, hoặc một số team khác như Lôi Thần Quốc Dân với đặc điểm phản ứng thủy lôi, lưu dự ấn và khi hỏa đến sẽ kích được cả quá tải lẫn bốc hơi. Trong các demo của Chaska có thể thấy người được chọn là bọn pháp sư vực sâu có giáp nguyên tố hoặc con boss u ám mới và cô nàng phá lớp giáp của nó tương đối nhanh. Điểm cộng cho nhân vật hệ phong phải không nào? Đây là nhân vật với cơ chế mới, anh em nên tham khảo thêm từ nhiều nguồn nữa để rút ra kết luận sau cùng. Còn về Lini, nhân vật mà tôi đã roll ngay từ lần đầu ra mắt nên có thể các nhận xét của tôi sẽ có phần chi tiết hơn. Đầu tiên là về lượng sát thương, sau khi sốc đam với combo trọng kích 1 đến 2 phát, kích hoạt nộ chạy chạm vào kẻ địch. Khi nộ đã gây được sát thương thì thoát nộ ngay lập tức và dùng kỹ năng nguyên tố liền sau đó. Một combo sốc đam với lượng sát thương ấn tượng, nhưng sau đó sát thương sẽ bị suy giảm đi rất nhiều khi anh em chỉ chơi bằng trọng kích và kích hoạt mũ mèo. Nguồn đam được tạo ra từ trọng kích khi trên 60% máu. Vốn dĩ là nhân vật chơi theo hướng sốc đam nên lượng đam duy trì không lớn là chuyện dễ hiểu. Thế nên anh em tay còn yếu, không biết cách combo mượt mà thì không nên roll nhân vật này, vì chỉ cần miss kỹ năng thì lượng sát thương cũng sẽ tụt đáy. Tiếp theo là lối chơi trọng kích, không có cơ chế hỗ trợ gì, một lần nữa yêu cầu anh em phải có kỹ năng cao để điều khiển nhân vật hoặc chơi với khiên. Lối build cũng không phải là dễ. Anh chàng sẽ cần lượng tỷ lệ bạo cao, do chơi theo combo và dồn đam vào số lượng đòn đánh ít nên xịt một cái thôi là biết mặt nhau ngay. Đánh giá của tôi đây là nhân vật phù hợp hơn với anh em OB, đã chơi lâu, đã có kỹ năng cao, có vũ khí và dàn support đầy đủ. Còn anh em newbie thì không nên roll nhá. Nói về vũ khí, banner vũ khí của nửa đầu phiên bản 5.2 đó là một món hời lớn đối với anh em đam mê bộ môn thiện xạ. Với cây cung của Chaska yêu cầu ít hơn một chút với khuếch tán và hai nhân vật khác loại nguyên tố với người cầm, nhưng tăng đam trọng kích và đam nộ thì vẫn cứ là ngon. Anh em chơi Lini mà lệch ra cây này thì có thể chơi thử team Lini bốc hơi đi cùng Furina, Bennett và một nhân vật bất kỳ, có thể là Zhongli, Kazuha hoặc là Zilonen. Còn cây cung của Lini thì ngược lại, có vẻ lại không hợp Chaska cho lắm, vì yêu cầu nhân vật cùng loại nguyên tố với người cầm. Chaska mà chơi team thuần phong thì có hơi mất bản sắc nhân vật không anh em? Nhưng tăng đam trọng kích và tấn công sẽ hơn với Ganju, cũng có thể là cho thích Nari. Còn với Ororon, cậu chàng là phiên bản 4 sao chơi theo điện cảm của Emilie, nghĩa là không bắp sát thương cho điện cảm mà dựa vào aura điện cảm để triển khai sát thương, vẫn chơi bạo kích bình thường. Đây sẽ là nhân vật tiềm năng kéo làng điện cảm trở lại cuộc chơi. Từng một thời nổi lên nhờ nhân vật Yaemiko, giờ cũng đã lùi về sau do quá nhiều team mạnh khác. Anh em nào có Ororon cung mệnh cao, hãy để lại comment xem đây có phải là một nhân vật đáng sưu tầm, đáng build không nhá.
Nếu không thì Giàn 4 sao thực sự không ấn tượng với hai nhân vật còn lại là Zack Rose và Barbara. Cả hai đều có những điểm mạnh điểm yếu riêng, nhưng thời gian đã chứng minh họ dễ dàng bị thay thế. Các team mono nguyên tố đang phát triển mạnh mẽ, bắp tinh thông của Zack Rose đang giảm đất diễn, Barbara giờ cũng chỉ còn đất trong các team thảo của Nilo, nơi cô nàng có thể đứng đánh tay. Một số anh em nói với tôi về việc nàng ca sĩ có hoạt ảnh đánh tay nhanh hơn, dứt khoát hơn Kokomi, khiến khả năng cấp thủy của cô cũng tốt hơn. Ai chơi team hạt nguyên tử Nilo, hãy để lại một lời khẳng định xem là vị thế của ai cao hơn trong team đó nhé. Nửa sau của phiên bản 5.2 là hai chú rồng cao to, không đen và chắc chắn là cũng không hôi. Mở đầu với rồng Ly. Đây là một chú rồng già, cả về lore và về thời gian ra mắt trong game. Đến thời điểm hiện tại thì thường mọi người đã có hết rồi, sức mạnh của rồng Ly cũng là rất tốt. Cứ ngỡ Silonen ra mắt thì rồng Ly sẽ bớt đất diễn lại, nhưng mà không, tỷ lệ chọn vẫn cứ cao chót vót, bởi những hiệu quả thần lừa mang lại vẫn đỉnh nóc kịch trần. Khiên Châu giúp anh em tự tin trước những con quái đam lớn, chẳng hạn như là con nhân dạng thủy. Kháng gián đoạn mạnh giúp anh em tự tin làm điều mình muốn, mặc kệ kẻ địch, kể cả đó có là combo thú thánh hóa đi theo cặp, đặc biệt là cặp oái oăm như là hỏa lôi. Nộ cũng cố định kẻ địch lại một chút hỗ trợ combo. Cây cọc đóng vai trò quan trọng trong team Chiori, tạo kết tinh nham cho Navia. Khám phá đại thế giới cũng tự tin hơn, có những ải đấu câu giờ mất thời gian, mình không đánh nó được nhưng mà nó vã mình liên hồi, thì Dông Ly luôn luôn có mặt trong team. Để tôi đi bộ nhặt cúp, tự tin làm điều mình muốn mặc kệ thế giới ngoài kia như nào, vân vân và mây mây. Nói chung thần lừa vẫn là nhân vật đáng roll, nhưng đây là nhân vật ra mắt lâu rồi, có thể sẽ có anh em muốn đầu tư cung mệnh. Có lẽ mấy anh chị em đó sim thôi, chứ cung mệnh thần lừa ngoài tác dụng flex khi mang đi co-op ra thì hoàn toàn không có đóng góp nhiều tác dụng. Cứ roll về xác định cầm Tây Phong hoặc là thương 3 sao là ổn ổn anh em nhé. Về New Village, nhân vật DPS khét tiếng này thì chắc anh em cũng hiểu rõ hết cả rồi. Một nhân vật máu trâu có khả năng hồi phục mạnh, có khả năng gây sát thương lớn, vừa làm DPS vừa làm tanker, công ty trách nhiệm hữu hạn một mình anh chấp hết. Vốn dĩ Thủy Long đã có sức mạnh lớn với đa dạng các kiểu đội hình cũ, mà mới đây lại còn có thêm Silonen, gương mặt bổ sung xin tạm cái chân của Dông Ly. Vừa giảm kháng vừa hồi phục vừa bắp đam từ bộ 4 miếng bức tranh dũng sĩ cho tàn, lấy đi khả năng kháng gián đoạn nhưng bù lại là lượng sát thương khổng lồ. Vũ khí rẻ nhất New V có thể cầm là mẫu Kim Phách, vẫn cho lượng sát thương đủ để vượt La Hoàn 12. Đắt hơn một tí hoặc là nhiều tí, vì đắt hay rẻ thì hoàn toàn dựa vào việc anh em có thích món đồ đó hay không. Vậy thì nếu anh em nào còn đang đau khổ với cái donut xanh trong kho đồ không biết bỏ cho ai, thì hãy đưa ngay cho ngài thẩm phán. Ngài sẽ chuyển hóa nỗi đau thành niềm sung sướng khi chuyển hóa nước mắt của anh em thành nguồn sát thương khổng lồ. Đây là món vũ khí tương đối gần với chấn của ngài thẩm phán rồi đó, không thể coi thường được đâu. Nếu đã có cái donut xanh mà muốn tiết kiệm, anh em hoàn toàn có thể bỏ qua chấn phái của ngài thẩm phán, vì lượng chênh lệch là có thể chấp nhận được. Nhưng nếu muốn Onin tất tay thì vẫn ổn thôi, chỉ là anh em hãy cẩn thận, vì khổ cái ngài thẩm phán đi cùng với Dông Ly, liệu cây vũ khí nào sẽ được rate up cùng với thần lừa đây? Nếu nó là Homa thì thôi xin phép bú cực mạnh, cơ mà giấc mơ nào mà đẹp đến thế. Nếu là cây nịnh thần thì thôi, còn để dành nguyên thạch cho hỏa thần anh em ạ. Thời điểm hiện tại có lẽ anh em cũng đã có New V hết rồi. Câu hỏi đặt ra là khi banner vũ khí còn chưa biết là có nên đầu tư cung mệnh không, tôi đã chơi New V C0 không cần khiên từ khi Silonen ra mắt cho đến tận bây giờ. Với tôi thì hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì về kháng gián đoạn, chỉ cần chọn vị trí sấy và di chuyển hợp lý một tí là được. Với cá nhân của tôi thì sẽ không roll cung mệnh của New V. Dù biết là nó rất ngon, tôi sẽ tích dần cho hỏa thần, và nếu có roll để thăng tiến sức mạnh cho team Thủy Long thì sẽ là Fiorina, có thể là cung mệnh 2 nếu hỏa thần không lấy của tôi quá nhiều đá. Nhưng với các anh em chill hơn, lối đánh cục xúc hơn, thích xông pha, tông húc đụng là trụng, gặp là múc hơn, thì cung mệnh 1 của New V là thứ mà anh em hoàn toàn có thể nhắm đến. Như đã nói, một DPS đứng trên bảng xếp hạng ngang bằng với các support top đầu thì chắc chắn sẽ có giá trị sử dụng lâu dài. Chưa kể cái bảng xếp hạng này là cập nhật ngày 18 tháng 11, nghĩa là trong mùa La Hoàn mới có con nhân dạng thủy rồi đó anh em nhé. Còn con thú thánh hỏa thủy có kháng cao đến mấy, gặp combo Kazuha Silonen thì cũng như không mảng kháng tra thân thôi. Đó là một vài nhận xét của tôi về hai banner phiên bản 5.2. Tôi thấy đây là một phiên bản khá dễ để skip, một là vì hai nhân vật mạnh nhất ra mắt cũng lâu rồi, ngoại trừ một số ít anh em chưa có ra thì có khi anh em có cung mệnh có chấn hết rồi. Còn hai nhân vật cung thì thuộc dạng có thì có thêm trải nghiệm, không thì cũng chẳng sao. Anh em thì anh em sẽ chọn ai? Hãy để lại comment cho tôi và các anh em khác cùng biết với nhá. Và chỉ còn gần 2.000 sub nữa thôi là 100k sub rồi. Anh em nào mà đã xem mà chưa sub thì chờ gì nữa mà không để lại một sub cho MZ Gaming tôi, có thêm động lực làm tiếp các video hay ho hơn trong tương lai. Ok, bây giờ thì MZ Gaming xin chào.